Vâng, và trận đấu của chúng ta giữa Peter Kay và TNT đã bắt đầu rồi. Sơn, ở, sẽ là một điểm nguyệt cầm với một Hành Sơn chúng ta. Sao rồi, một pha đá vào điểm nguyệt của Hành Sơn cũng không chính xác, của Hoàng Sơn thì không chính xác. Chém lưng đến từ phía nhật nguyệt của chúng ta. Quả đao loạn ma chuẩn xác rồi, sẽ là đạp khôi trì bộ chắc chắn luôn. Gì nữa đây, luân hồi rồi. Vâng, và lúc này số máu Hoàng Sơn mất đi rất nhiều, tham minh chuẩn xác và cùng với đó là đoạn vân chỉ vụ. Vâng, rất tỉnh táo Peter Kay đã đánh với một cái tư thế rất tỉnh táo khi mà không tấn công trước những pha phản thủ bí công. Nhưng lúc này Peter Kay đã bị đánh ngã rồi, thoát ra được rồi, không có độ túc đến từ phía Hoàng Sơn chúng ta. Máu Hoàng Sơn lúc này mất đi rất nhiều, tuy là level 74 đánh với một level 83 nhưng lúc này số máu Peter Kay gần như là đầy máu, trong đó Hoàng Sơn chúng ta đã mất đi được hơn 1/3 số máu rồi. Điểm nguyệt thành công đến từ phía TNT. Lao vào. Có điểm nguyệt tiếp không? Có đánh ngã rồi, có cấm phép rồi. Quay đao loạn ma chuẩn xác đến từ phía Peter Kay. Đạp khôi rồi. Vâng, và sau đó sẽ là một cái vô huyên địa ngục cùng với một cái luân hồi vô thường. Chính xác rồi. Vâng, và đã kết thúc được TNT. Vâng, một chiến thắng 1-0 đầu tiên dành cho Peter Kay. Khai sử. Vâng, không biết là Peter Kay của chúng ta vẫn đang làm gì mà vẫn đứng im để chịu trận. Vâng, mà chuẩn xác rồi. Vâng, sau đó sẽ là một cái đạp khôi chỉ bộ cùng với luân hồi vô thường và vô nguyên địa ngục. Vâng, một bài combo rất cơ bản, và sau đó kéo xích thành công. Kéo xích thành công nhưng đã bị TNT điểm huyệt lại. Vâng, mà dùng skill liên tục vào người Peter Kay. Vâng, lại một cái điểm nguyệt nữa. Vâng, lúc này thì Peter Kay chúng ta đang bị mệt mỏi và anh đang trong trạng thái là tư thế ngất ngưởng ở trên chiến trường của chúng ta. Lao vào nhưng không có cái điểm nguyệt nào đến từ phía Hoàng Sơn chúng ta. Lúc này Peter Kay sẽ là người chủ động tấn công. Phản thủ bí công rồi, không dám đánh. Vâng, có khoái đao đoạn ma rồi, rất tỉnh táo đến từ phía Peter Kay và sẽ là đạp khôi chỉ bộ cộng với đó là luân hồi vô thường và vô địa ngục, chắc chắn là như thế rồi. Chúng ta có thể thấy được rằng là những chiêu mà Peter Kay đưa ra khi để dụ cho TNT sử dụng cái phản thủ bí công của mình hoàn toàn chính xác, và một chiến thắng 2-0 dành cho Peter Kay. Và Peter Kay này đánh với Hoàng Sơn rất biết bài. Vâng, biết bài của Hoàng Sơn, và anh ấy đã sử dụng các chiêu thức của mình hoàn toàn.